Các bạn ơi, trứng lở rồi, để mình xem trứng gì. đứt bàn tông. Đứt cả bàn tông. Để mình xem trứng gì nó lở. Để con xem. Đứt mất chiếc tông rồi, còn một chiếc nữa các bạn ơi. Kìa, tôi vứt nốt ra đây đi. Đấy đấy, phải không nhỉ? Hello, chào mừng em về với đội của anh nhá. Ôi trời, một em đã ra đời rồi các bạn ơi. Ôi, to thế nhỉ. Ôi, ngã ngửa rồi, kệ nó đi, mình cứ không động vào nó đi để cho nó thoải mái. Ôi, vừa to vừa mập nó này các bạn ơi. Gà trọi đấy các bạn ạ. Đấy, chào mừng em về với đội của anh nhá. Ôi dồi ôi, lẫy lạnh lạnh nên không mở mỏ được. Giờ ấm ấm cái hạ cái bóng xuống cái em phá mỏ em chui ra luôn. Cuối cùng cũng đã đến các bạn ạ. Cái con gà của mình thì chính thức hôm nay là nó đã không còn nữa, nó đã ra đi mất rồi. Mình cũng cảm thấy rất chi là tiếc, thế nhưng mà không làm nào được các bạn ạ. Cái vấn đề này thì mình đã biết trước rồi, kể từ ngày mà nó bị bệnh, mình mang đi bác sĩ mà người ta chữa không khỏi ấy, thì mình đã nói chung là đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi các bạn. Nói chung mình cũng ổn, không có vấn đề gì lắm đâu. Hôm nay mình sẽ dành một cái chút thời gian này để thay cho những con chuột này của mình cái chiếc chuồng với lại cái mùn mới này. Đây là cái đàn chuột hamster của mình, đẻ được 8 con và nó vẫn nguyên si 8 con các bạn nhé.
Đấy, cái con mẹ nó đây. Và 8 con đây, các bạn nhìn có đẹp không? Đấy. Thì cái nót chuồng này của nó thì cũng không nên nói là bẩn lắm, thế nhưng mà nói chung là lâu rồi thì mình cũng thay được rồi. Và mình thay luôn cả cho nó những cái cắt tắm, cắt tiếc nữa. Cái con bố nó vừa ở đây đâu ấy nhỉ? Đây. Đâu? Ồ, đấy, em cầm con bố nó ra bao giờ đây? À, đây là 3 chiếc thùng nhựa mà mình mua để mình làm chuồng cho những cái con chuột này của mình. Thì bây giờ mình sẽ tính là thế này này. Cái con chuột này, đây, đây có một đôi chuột này này. Đấy, mình sẽ cho nó sang một cái chuồng mới. Bởi vì bây giờ nó ấm rồi, không cần phải thắp điện sưởi nữa. Đâm ra là mình sẽ cho nó ra một cái chuồng, không cần phải để chung ở trong kia để thắp bóng nữa các bạn. Thì đây, mình sẽ dành một cái chiếc chuồng này. Đấy, đây là cái mùn nót này, cái mùn nót chuồng này, và cái cắt tắm này, đấy, thức ăn này. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị cho chúng nó hết. Cái con chuột con này cũng vậy, con chuột con này sau mình sẽ bỏ cái ngăn này ra. Mình rốt con bố này riêng ra một cái chuồng khác, để cho cả cái đàn chuột mẹ chuột con này nó ở một cái nhà này cho nó rộng rãi và thoải mái các bạn nhé. Bây giờ đầu tiên là cái con chuột bố này. Đấy, ui béo quá. Đây con chuột bố đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, chính là hắn đấy. Mình sẽ để hắn vào đây, để tẹo lỡ mình thay chuồng cho hắn sau. Và mình nhấc cái đàn chuột con này sang một cái này này. Đấy, đàn chuột con, đàn chuột mẹ mình sẽ nhấc sang cái này. Đây, cả mẹ lẫn con này. Ui, một con mẹ và một con này được 80 con các bạn, 80 con đều nhau như chia, không còn nào to hơn và chả con nào nó bị bé hơn cả các bạn. Đây. Ôi, ngã ngửa, không cần gì, ngã thấp không cần gì, ôi kêu ăn vạ, à? Ăn vạ. À? Đấy, đấy được mấy con này nhỉ, 5 con rồi, 5 con 6, 7 này, 8 này. Quỳnh, có ra đây xem chuột không? Bố làm xong cho nó nhà mới rồi này. À, vậy là mình đã làm xong cho những con chuột của mình những cái chiếc nhà mới rất sạch sẽ và gọn gàng và rộng rãi nữa các bạn ạ. Thì ở phía bên này là 9 mẹ con nhà chuột đúng không? Mình gọi là 9 mẹ con nhà chuột bởi vì là có 8 con với một con mẹ đúng không? Mình gọi là 9. Thì là nó được hẳn một cái ngôi nhà cũ nhưng mà nó rất là rộng lớn như thế này. Đây. À, cắt tắm thì cắt tắm của mẹ nó mình mới thay thì là nó vẫn còn sạch thì mình vẫn để nguyên này. Đấy, cái thức ăn thì mình mới cho thêm vào rồi. Cái mùn nót thì là mùn mới này, rất chi là thơm tho. Cái ngôi nhà này có lẽ là cái ngôi nhà đẹp nhất này. Đấy, nước uống ở phía bên kia các bạn nhìn thấy chưa? Nước uống này, cái đồ chơi này. Đây con mẹ nó đây và con ở trong kia kìa. Đây, mình nhấc cho các bạn xem và cho Quỳnh xem luôn này. Quỳnh nhá. Đây. Ấy, ấy. Ngủ. Ngon chưa? Có nhà mới cái là cái mùn nót mới cái là hắn ngủ thơm tho, cái là ngủ say luôn. À, chuột của mình là nó biết được ăn thức ăn rồi các bạn ạ, nó biết được ăn thức ăn rồi đấy, nó nhảy ra nó ăn cùng con mẹ rồi. Với lại cái nước uống này này mình phải để thấp hơn bình thường một xíu để cho cái con chuột con nó còn uống được đấy nhá. Rồi bây giờ là xong cái chuồng chuột con này của 9 mẹ con sang bên này. Đây các bạn nhìn thấy một cái dàn 3 tầng của mình chưa? Quỳnh thấy bố kê này có hợp lý không? Các bạn yên tâm là nó không bị tắc thở đâu nhá. Đây này, nó vẫn còn một khe hở các bạn nhìn này. Đấy, người ta thiết kế là vẫn để một khe hở này, một này. Và khe hở bên rìa này nữa này. Đấy. Nói chung là chạy vòng quanh đều có khe hở hết. Đây các bạn nhìn này. Đây có khe hở này, rất là rộng, đâm ra là không bị bí hơi các bạn nhá. Đây, khe hở rất là rộng này. Đấy. Còn trên con cái việc ở trên này ấy, thì là đây, các bạn nhìn mình đậy lắp kiểu này chưa? Mình đậy một bên và một bên mình kênh lên như này thì là thứ nhất là phòng cái chuột nó nhảy ra, thứ hai nữa là vẫn có oxy cho chúng nó thở. Vì cái bể kính này ấy, nó khá chi là nặng các bạn này. Đâm ra là mình đã nghĩ ra rằng là mình mua những cái thùng nhựa này, cái thùng nhựa sạch này để làm cái lồng để nhốt những con chuột này, nó vừa sạch sẽ mà mình có thể là bê đi bê lại nó nhẹ nhàng mà sau này mình thay cho nó dễ. Đây là một cái con chuột mà có một cái cháu nhỏ làng bên cạnh mình ấy. Cháu đấy nuôi 3 con nhưng mà chết 2. Thì còn một con thì cháu đấy mang gửi mình nuôi hộ. Đấy. Trời vừa tạnh mưa xong giờ lại có vẻ là lại lất phất mưa rồi nên. Đây. Đấy. Rồi, còn mình đây. Ôi này, ăn luôn này.
Ở đây mình đang dư một chiếc thùng này. Các bạn biết là cái chiếc thùng này mình dư để làm gì không? Để tí nữa ấy, là con chuột con này nó lớn hẳn ấy, là sau mình sẽ tách ra và cho vào chiếc thùng này và để con mẹ nó một mình một cái chuồng này. Bởi vì khi chuột con lớn lên là mình nuôi một lần rồi, mình biết là khi chuột con lớn lên nó sao tự nó cũng bỏ mẹ nó. Mẹ nó tự bỏ nó ấy, tức là con đến gần là mẹ cắn, đâm ra là mình phải chuẩn bị trước. Đấy, nước uống, cái cống nước uống mình đã mua sẵn rồi này, và cái khu rốt mới mình đã mua sẵn rồi. Đến lúc nào đó mẹ nó không cho con ở cùng nữa là mình phải tách ra ngay, không tránh trường hợp là con mẹ nó cắn con ngay các bạn. Đây, bọn mẹ bọn con đang ngồi này. Đấy. Có mẹ dạy nó ăn mà nó biết ăn nhanh lắm. Giờ nó vừa ăn này, nó vừa bú mẹ nên là nó nhanh lớn cực các bạn. Nhìn đẹp này. Đấy. Chui hết vào nhà rồi. Bọn này không biết là biết trèo lên cái bậc thang này chưa? Có con mẹ thì trèo siêu lắm, nhưng bọn con này không biết trèo vào chưa. Nhìn mấy con màu vàng nhìn vẫn đẹp. Rồi, có khả năng là để bây giờ mình sẽ bê lên trên nhà các bạn nhé. Đấy thì bê phải mấy chuyến mới hết. 1, 2, 3, 4, 5 này. 5 chuyến. Đấy, chuột con nó biết trèo lên rồi này. Chuyển được lên trên nhà cái mỏi quá các bạn ạ. Mình phải để trên tầng 2 bởi vì là mình ở trên tầng 2 ấy. Mình phải để trên tầng 2 thì mình chăm sóc chúng nó tiện hơn. Nửa đêm mình vẫn dậy cho nó ăn, cho nó uống được các bạn ạ. Đấy, để dưới tầng 1 thì nhiều người đi lại với này. Khi mà chuột đẻ ấy, thì các em nhỏ đến nhà mình chơi ấy, thì mình sợ rằng là chuột nó sợ ấy, nên là mình phải để trên tầng 2. Đó. Ô ô, két 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 két. Két két. Nhìn gì đấy? Két nhìn gì đấy? Hả? À. Kết kết kết. Cái con vẹt này của mình nó đang ngó nó nhìn mình này. Kết 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 kết. Nhìn gì ấy? À, trời hôm nay gió bắc ấy các bạn ạ. À, đâm ra mình lại phải thắp điện cho nó mà để nó ở trong này suốt này các bạn này. Có dám mang ra ngoài đâu. Lúc nào cho ăn thì mình mới mang ra ngoài thôi. Hắn nghe thấy giọng mình hắn đang ngó đấy. Nào ra đây. Kết 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 kết. À, để ngoài hướng này cho sáng hơn các bạn nhìn dễ này. Đấy. À, cái ngày mới lấy về là lông nó sơ xác như bây giờ là lông nó đã mượt hơn khối rồi. Đứng ở phía nào cho các bạn nhìn cho nó sáng nhỉ? Ở phía này đi. À, đây. Đẹp chưa? Đấy, lông cánh thì cũng bắt đầu hơi chéo chéo rồi. Nhưng mà của Nhân là con của Nhân hình như là nó già hơn hay sao ấy. Cái lông cánh của Nhân nó chéo hơn của mình. Của mình bây giờ lấy con non hơn. Vừa ăn xong này nó chưa lo lắm nhưng mà cũng không muốn ăn nữa. Còn bình thường nó nghe tiếng mình là nó kêu cũng các quốc quen quét cả luôn ấy. Chứ không phải nó độc ngó không đâu. Chuyển xa phết rồi đây các bạn ạ. Chuyển xa phết rồi nhưng mà mình bỏ xích chân rồi. Này Quỳnh nhá, Quỳnh chơi với nó hổ bố này. Kết 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 kết. Đấy đấy, con phải để tay đằng trước, để tay đằng trước vịn đây này này. Muốn nó chuyến lên con phải để tay này này, sau nó tự nó chuyến lên này. Thế đấy. Đấy, còn về mấy con tằm này. Mấy con tằm này thì lá dâu của nó cũng gần hết rồi. Sáng nay mình định đi cắt ít lá dâu thế nhưng mà trời mưa quá mình lại không đi được. Còn có một chút này, lá dâu này là chắc chỉ ăn được ngày mai nữa thôi. Thì chắc là chiều mai mình phải đi cắt cho nó rồi. Cho các bạn xem những con tằm của mình là bây giờ nó sắp chín rồi này các bạn nhìn này. Đấy, các bạn đợi mình một xíu đây các bạn thấy chưa? Đấy, nó sắp chín rồi đấy. À, khi mà tằm chín ấy thì nó bắt đầu nó chuyển sang màu vàng các bạn nhé. À, nó đủ ăn đâm ra là người nó cứ căng mọng lên các bạn nhìn thấy chưa? Người nó căng mọng lên. Đây có những con này đầu nó bắt đầu vàng vàng rồi này. Đấy. Ô, con này vàng hẳn rồi này. Con đằng kia vàng hẳn rồi. Đấy nó vàng là nó chuẩn bị nhả tơ để nó quấn kén này. Đây bắt đầu có những sợi tơ các bạn nhìn chưa? Đây bắt đầu có những sợi tơ li ti này. Đấy là chuẩn bị quấn kén. Nếu như mà thời tiết mà nó không rét là mình nghĩ là hôm nay là nó vàng khá nhiều đấy. Nhưng mà miền Bắc mình ấy thì gió Bắc nó về hôm qua mà khá chèn mạnh, thời tiết nhiệt độ nó lại xuống rất là sâu, đâm ra là có vẻ là những con này nó lại chậm hơn một xíu. Nhưng các bạn nhìn thấy nó rất là béo đúng không? So với cái hôm mình mang về nó béo nhiều nhỉ.
các bạn là về mình nuôi ít đấy, đâm ra là lá dâu mình đi mua được nó cũng nhiều, đâm ra là tha hồ cho nó ăn. Đấy thì để bây giờ mình sẽ cho những con tằm này của mình nó ăn nhé các bạn nhé. Và có lẽ là video mình xin phép kết thúc ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video của ngày mai nhé. Ô, chào các em. Ở tận đâu xuống đây? Cú Nim. Ở tận đâu? Ở Thường Thắng á? Thế xuống đây lâu chưa? Vừa mới xuống á? À, gọi chú à? Gọi chú để chú xưng chú. À, vào ngồi uống nước với chú. Chú đang định xuống chú Nhân để đi hái ít lá dâu. Vào ngồi uống nước.